Suốt tuần qua, các trang mạng xã hội lợi dụng việc nước nhà đại tang đã thi thố bày trò giao hàng buôn thúng bán mẹt về chính trị ở Việt Nam. Những cái loa rẻ mà người ta thấy cứ loi nhoi trên không gian mạng là THOIBAO, VOA, GFA, BBC News, Việt Tấn, TINGDAN. Giọng điệu chung là đem chuyện quốc tang làm trò thất đức, phạt xương, quạt khói vô nền chính trị của Việt Nam. Nào là báo động đỏ về khoảng trống chính trị ở Việt Nam sau sự ra đi của tổng biên tập NPT, nào là sự tranh giành quyền lực vào ngôi vị tổng biên tập tới đây, nào là sợ bị nguội lò, nào là hết thời đại NPT, liệu tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu? Nặng mùi súng khí, gây ô bẩn bầu không khí chính trị trên không gian mạng. Đáng lưu ý là ngày 25 tháng 7 năm 2024, giữa lúc Việt Nam đang tổ chức quốc tang cho tổng biên tập NPT, đồng bào khắp mọi miền tổ quốc cùng thể hiện tư tưởng, tình cảm tiếc thương người con ưu tú của dân tộc ra đi vào cõi vĩnh hằng, thì VOA lại tổ chức cái gọi là hội luận bản tròn thứ 5 hàng tuần, chủ đề tương lai, thách thức nào chờ đón Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi tổng biên tập Trọng qua đời. Tham gia diễn tấn trò hề chính trị này gồm một đàn đom đóm lập lòe chính trị với một số nhân vật, mới nghe tên, mới nhìn mặt thì đã biết bọn họ nói gì, thủ đoạn gì. Đó là Quốc Phương, dẫn chương trình chuyên nghiệp của VOA, Nguyễn Văn Đài, chùm nhóm hội anh em dân chủ, ngụ cư ở Đức, đang lang thang qua Anh Quốc, Đặng Đình Mạnh, luật sư tị nạn tại Mỹ, Võ Thị Hảo, nhà văn, nhà báo, ngụ cư tại Đức, Lê Minh Nguyên, đại diện cho cái gọi là diễn đàn cấp tiến từ California, Mỹ, Lý Thái Hùng, chủ tịch Đảng Việt Tân, California, Mỹ. Theo đó, mấy người này dùng miệng lưỡi ác khẩu để vẽ ra cảnh chính trường Việt Nam rối ren, vì sự ra đi của tổng biên tập Trọng để lộ khoảng trống quyền lực, khiến nội bộ đấu đá quyết liệt, đứng trên đầu dân, sẽ dẫn đến tiêu vong. Mỗi người có cách tiếp cận khác nhau, nhưng hội luận nêu trên thực chất là một biểu hiện của hủ lụn tư tưởng chính trị trong não trạng của những kẻ mang danh lo cho vận nước, phản dân, phản quốc. Sao mấy người chẳng chịu ngồi yên, đợi sau mấy ngày tang lễ, rồi hãy phá rối? Đạo lý làm người sống ở đời có nghĩa có nhân của người Việt Nam đã bị tha hóa trong bản chất của mấy người, khiến cho bệnh ngứa mồm chính trị của mấy người ngày mỗi ngày tăng lên theo cấp số nhân, nói mà thiếu tự trọng, vô văn hóa. Người xưa có câu nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng ngày qua, người dân trong nước, kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới, bạn bè thân hữu của Việt Nam khắp các châu lục có nghĩa cử cao đẹp đối với anh linh tổng biên tập NPT và đất nước Việt Nam. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là phụng sự tổ quốc, nhân dân, cho nên lòng dân luôn tin tưởng, mong những điều tốt đẹp nhất cho Đảng, tổ quốc, nhân dân. Lòng dân là thành lũy vô địch làm chỗ dựa cho Đảng kiên định, sáng suốt lựa chọn người kế vị tổng biên tập NPT xứng tầm, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt cơn bão lớn thời đại, thắng cơn gió ngược để tiếp tục cập bến vinh quang vào giữa thế kỷ 21.